Hello anh em nha, hôm nay thì Hào sẽ giải thích rõ về cái cách gọi của các người mới chơi nha. Hào nói riêng là người mới chơi thôi nha, tại có nhiều anh em mới chơi không biết là cá bầy như thế nào, cá thủy sinh là như thế nào, thì nhiều anh em nhầm tưởng. Sẽ giải thích rõ về cái cách gọi của các người mới chơi nha. Hào nói riêng là người mới chơi thôi nha, tại có nhiều anh em mới chơi không biết là cá bầy như thế nào, cá thủy sinh là như thế nào, thì nhiều anh em nhầm tưởng là cá bầy thì nó sẽ có giá rẻ cũng như là cá thủy sinh, thì thực sự là nó sẽ khác ha các bạn ha. Rồi các bạn theo dõi video sau nè để hiểu rõ về cái cách gọi của cá bầy hay cá thủy sinh nha các bạn ha. Rồi ok ha các bạn ha, Hào sẽ nói rõ về cái cách mà gọi cá bầy của cá bầy theo đó, có nghĩa là nguyên bầy. Từ lúc mà trống ấp trứng tới lúc nở thì nó đi theo nguyên bầy, từ sang hồ này, hồ kia, hồ nhỏ, hồ lớn, hồ chung, từ từ nó lên theo nguyên bầy, từng bầy gọi là cá bầy ha. Là người ta, chứ dù người bán nó chưa có lọc ra từng con một con đẹp nào hết, có nghĩa là xe lô hay là sim xanh hay là những con mà vừa lên màu thì nó cũng ở trong bầy đó luôn, thì người ta đi bán theo nguyên bầy đó luôn, có nghĩa là các bạn phải chấp nhận là có xe lô, có xe sim xanh ở trong đó thì người ta tính theo bầy ha. Nãy vô cái này là một bầy nè. Đó, có bầy không? Bầy lớn đều không? Có nghĩa là cái bầy này nè, không có đụng gì vô, không có lựa hay không có gì vô, không có bỏ ra bách ra gì đó, thì nó theo nguyên bầy, thì mình bán nguyên bầy ha. Còn thì nó sẽ lớn lên, nó sẽ như vậy, nó sẽ lớn kiểu theo kiểu này. Đó, nó sẽ lớn lên thì nó sẽ có là những con mà nó không lộn, những con là sim xanh, ví dụ những con này nè, ví dụ những con này gọi là đó là cúp bơ thủy sinh nè. Ví dụ bầy này bầy cúp bơ đi, nó không có xanh đâu, thì nó sẽ những con mà phun vảy nó cúp bơ nó không lộn. Thì cái này cũng gọi là thủy sinh rồi, thì thực sự là cái này là dạt rồi, nó không có lọt nữa thì tùy theo người bán thôi, tùy theo người bán thích bán theo thủy sinh cúp bơ hay là thủy sinh theo cái kiểu kia thì tùy theo giá mọi người ha. Còn cái này á thì gọi là một cái bầy đó, một bầy ha, một bầy là nó có thể có xe lô sim xanh đó. Nếu như là những cái bầy mà có ra thi thường nó sẽ ra xanh, còn những bầy mà có cúp bơ thì nó sẽ ra cúp bơ quần vải cúp bơ, thấy không nè, ví dụ con này nè, con này là con cúp bơ nè, là gọi là thủy sinh được rồi, cái này là bỏ được rồi, muốn phải vô dành cho những người mà thích nuôi thủy sinh, nuôi theo bầy đàn á, thì người ta bán thì bán rẻ thôi, đó hoặc là xe lô thì nó sẽ như vậy nè, thấy không, nó sẽ màu trắng đục, không có tí màu luôn, thì gọi là xe lô, ha các bạn ha, còn hoặc là có một cái loại thủy sinh nữa là nó sẽ lên đốm chút xíu, nhưng mà nó không có lên đốm nhiều, nó sẽ lên theo kiểu mà ít thôi mà nó không lên hết, cũng như là bị thiếu chất hay sao á, thì cái đó cũng gọi bỏ vô ra thả vô thủy sinh luôn ha các bạn ha. Thì cái này gọi là cá bầy đó, bầy một bầy thì nó có thủy sinh với sim xanh, nó có đầy đủ hết. Rồi nếu mà một bầy mà ta gọi là thủy sinh không á, thì vô bầy này không có lựa ra hàng bán, quên không có lựa ra hàng bán, dớt ra hàng bán cho một khách, thì khách nó buông 10 á, nó buông 10 thủy sinh, nó thả sinh thường chơi, không có lựa cả, ví dụ là vậy nè. Thủy sinh này các bạn mua là vậy, họ bán 5.000 một con, thường thường bán một lần là 100 con, ít nhất là 100 con họ bán ha, 5.000 một con đó.
đây là cá thủy sinh nè, thỏ thủy sinh nói chung là vậy á, thực sự là nó là những con mà cá dạt, nó thẳng luôn là nó là cá dạt, nó không có lên màu và lên màu ít, hoặc là những con sim xanh không lộn, những con vảy vun phẩy nó không lộn, thấy chưa? Thả vô con này coi sim xanh nè, nghe các bạn không? Đó, đó những con này là cúp bơ nè, đó, đó. Ví dụ một cái này, một thao này là mà khoảng tầm hồi nãy đếm là 100 con, ví dụ bán 500 ngàn. Đó, cái này gọi là thủy sinh. Đó, cái bày cái chuẩn bị rõ ha. Đó, cái này cái bày nè. Cái bày có nghĩa là mình không có đụng gì tới luôn, không có lựa cá dạt ra, không có lựa sim cello ra, không có lựa sim xanh ra. Thì có nhiều các bạn lấy hết nhiêu là bán cái bày. Bày này đang lộn. Cũng các bạn phải tùy theo giai đoạn, ví dụ nó tầm 2 tháng mà các bạn thấy cello vậy thì không có nên bỏ nha. Tùy, tại vì nếu mà là dòng câu ấy, là thẩm khoảng tầm 3 tháng nó mới lên màu. Nên các bạn mới quyết định được là có phải là cello không hay là nó có lên màu hay không ha các bạn ha. Rồi thì những thì các bạn hiểu rõ về cái bầy và cá thủy sinh chưa nha. Tại có nhiều bạn không có nhiều cách chơi nữa. Ví dụ những cách chơi, nhiều bạn nó chơi theo kiểu mà thủy sinh nhưng mà thủy sinh lại đẹp. Thủy sinh lại đẹp là sao? Có nghĩa là họ chọn cá mái không. Tức là như thí dụ về bầy này nè. Bầy này là nhiều cá mái nè. Ví dụ nó sẽ kêu hào bắt cá mái không mà thủy sinh tầm 20 con 30 con đi, họ sẽ báo giá. Thì người ta gọi là thủy sinh kiểu mà dòng coi mà kiểu mà con mini á. Đó, những con ví dụ những con này nè, những con nó lên màu nhiều nè, nó giống như coi nè, có nhiều màu trên ngay đầu nè. Đó, thì cái này cũng có thể gọi là thủy sinh theo kiểu mà người ta chịu chi á, người ta chịu chi, người ta bỏ vô hồ kiến á thì nó bơi theo bầy đàn, nhìn nó giống coi kiểu mà cá coi cá lớn, cá chép coi lớn Nhật Bản vậy á. Nhưng con này là mini thu nhỏ thôi thì nó thả thủy sinh cũng đẹp lắm. Đó, thì có nhiều cách chơi như vậy ha. Đó, các bạn cứ thích cái nào thì cứ inbox Zalo Hào sẽ soạn ra Hào báo giá, các bạn chịu giá thì mình quán, cũng thấy mắc quá thì không sao, thì đợi được sau anh em mình hợp tác sau ha. Rồi ok ha, video hôm nay ngắn ngủn thôi để giải thích rõ các bạn về cái cách gọi về cá bầy và cá thủy sinh ha các bạn ha. Thì cá thủy sinh á thì nó sẽ gộp lại nhiều bầy được, tại vì mỗi bầy nó có đẹp xấu thì nó sẽ loại những con mà không được đẹp hoặc là lên màu ít, nó sẽ dạt ra thì nó trở thành, nó sẽ tập hợp lại để bán thủy sinh. Nhiều người bán 2.000, nhiều người bán 3.000, nhiều người bán 5.000 thì tùy theo cái chất lượng của thủy sinh đó ha. Ví dụ 2.000 cũng có đi, 1.000 cũng có, thì nó bán xe lô không, tức là những con trắng đục này không nè, nhiều khách thì nó mua để cho những con la hán nó ăn á. Đó, nó bán 2.000, 1.000 thì tùy size tùy con ha. Còn nếu mà họ bán thì họ bán 5.000, họ bán 5.000 họ lựa những con mà sim xanh, những con to, những con mà có màu lên ít thì người ta thả thủy sinh cũng đẹp, có màu này màu kia ha các bạn ha. Rồi hôm nay vô đây thôi nha các bạn ha. Hôm nay mấy cái này cũng hôm qua rồi, hôm qua video cũng quay hết rồi. Thả thủy sinh học ví dụ gì đây, hồ này hơi dơ rồi tại không có thời gian hồ vệ sinh. Đó, thủy sinh họ ra làm một cái hồ bự như nè. Ví dụ các bạn thả hết những con cá mái mà có màu á, thấy nó bơi tung tăng đẹp lắm. Cái hồ này hồ vệ sinh, hồ này nó bị lục rồi, tại vì nó bị dơ lắm rồi. Do thực sự là các bạn cũng biết rồi, thời gian này là không có thời gian để chăm nhiều, tại vì họ phải cho ăn xong rồi phải về nhà bên Nhật đảo. Đó, họ thả những con máy này nè, ví dụ những con máy này nè, thì thả vô thủy sinh, nó bơi rất là đẹp, nó bơi nguyên đàn đẹp lắm. Lúc trước là hồ này trong suốt đẹp lắm. Do chưa có thời gian chăm lại á nên nó hơi bây giờ một chút nha các bạn. Đó, cái này gọi là cách thả thủy sinh ha. Đó, những con cá bầy từ lúc nhỏ đến giờ là phải nuôi qua cái thùng này trước, sang qua thùng này, mới sang qua thùng bự, thùng này 30 lít, thùng kia thì 50 lít. Buồn lại cũng cho ăn. Bầy này nhiều hả? Bầy này là phải tách ra hai thùng đựng, do không có chỗ nên phải gán cho nó ở đây luôn. Đó, nó bù lại nó chống queo, nó bù lại tưởng tròn đã lắm, lúc mà cho ăn đã lắm nữa. Đó, khi đưa tay vô nó đớp luôn á, đớp nhẹ 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 nó tưởng cho ăn nè các bạn. Quay cho coi chị vui em á. Về cúp bơ luôn, web cúp bơ nhiều lắm. Bây giờ nó bùng lại nữa chưa? Mình đã không? Tiếp, bài này nhỏ hơn nè.
ghép hai trên đây nữa. Đấy. Các bạn cứ yên tâm mà sau mùa dịch này chắc nhiều cá lắm. Các bạn cứ yên tâm mà theo dõi kênh YouTube của Hào nha. Hào sẽ đăng rất là nhiều. Hào sẽ có những cái combo rất là đã cho các bạn mới chơi. Thì combo là sẽ có đẹp có xấu các bạn ha. Các bạn cũng hiểu được combo rồi, các bạn mua cái gì combo nó phải kèm cái này kèm cái kia. Anh em chịu giá này anh em mình chơi ha. Các bạn nãy giờ có để ý là nước Hào những mỗi thùng đều là trong veo hết nha. Các bạn chịu khó thay lọc pio, chịu khó rửa, tầm 3 ngày là Hào lấy rửa một lần, Hào cứ rửa luôn phiên. Cứ 3 ngày là rửa luôn phiên hết. Thì nước nó sẽ lọc ở trong, nó không có làm nước dơ, cá nó rất là mau lớn. Đấy chưa? Ở đây Hào cũng tính nuôi thủy sinh này, Hào nuôi Hào có nuôi con này nó cũng nó không có dòng gan mà thấy nó bự quá, Hào nuôi riêng luôn thử coi nó bự cỡ nào. Có một con cái mùi cũng này, con này cũng đẹp lắm, con này bự lắm. Hào có một cái video quay riêng rồi đăng bán. Con này là con khác buôn Corret. Con cương lên đẹp đó. Không có kiến, không cương thôi. Đó, con này là Fancy Cooper với con máy. Con này để đây. Con này cũng thường, con này chủ yếu để, chưa biết để con nào vô để vô đây cho nó ăn lăng quăng chứ nó có con mạnh. Này có cái bầy nè, không có đụng gì tới nè. Nó có xe lô này nọ này cho các bạn không? Chưa lên màu đâu, mấy con này nó không có đủ sáng, chưa thức, nó không có lên màu được. Con bầy này thấy chưa? Bầy này bầy Project Galaxy với con Nemo. Hầu gặp chung luôn. Đây, hai bầy này cá ít, hầu gặp chung luôn Các bạn thấy không? Nó sẽ ra sim xanh nè. Ok ha. Rồi ok ha các bạn ha. Vậy là Hào xong phần giới thiệu về cách các bạn coi, các bạn nói về cái bầy và cách thí sinh ha. Rồi anh em nào thích thì anh em cứ inbox Zalo Hào và dưới phần mô tả của Hào á. Rồi anh em nào thích video của Hào thì cứ cho xin một like và subscribe kênh của Hào nha. Rồi cảm ơn các bạn theo dõi kênh Hào. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha.